Theo đó, năm nay, bên cạnh thăm hỏi, chúc Tết đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết, thì tỉnh Yên Bái sẽ tặng quà tất cả các hộ nghèo, để mỗi hộ gia đình nghèo đều được nhận quà vào dịp Tết. Phần quà này sẽ được trao bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tối thiểu 500.000 đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Kinh phí thực hiện dự kiến trên 8,2 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái thực hiện tặng quà đến toàn bộ hộ nghèo trên địa bàn trong dịp Tết. Qua đó nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời người nghèo và hộ nghèo để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ, hạnh phúc, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau.